sợ. Ôi thương ghê. Thương ghê. À, khóc rồi. Đây này. Đó. Đúng rồi. Giờ quay mặt ra đây nào. Nhìn bóng lưng vậy. Không được. Đừng khóc, không khóc. Không được, không được. Thằng 15 ngày. Ô, cho tiền. Cho tiền các bạn. Mà đang khóc quay đang khóc quay. Cậu cầm đi mà ăn mấy bánh mì. Biết khi nào mới gặp lại được nhau. Thế thế luôn đấy, không phải đơn giản đâu. Có những cuộc chia ly nó vui mà có những cuộc chia ly nó cũng sang buồn. Sang OK, hello, chào các bạn nha. Chào bạn. Chào các bạn. OK. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Lê Vlog của Sấu Châu Phi. À, hôm nay là anh em sẽ di chuyển lên Luanda để đưa anh Hoàng với là chị Lệ với là cô giáo ra sân bay. Đấy. Giờ chia tay nhau đã đến, mình khóc trong màn đêm. Lúc tối giờ là nó chuyển tâm sự các kiểu rồi, xong xuôi rồi. 5 tháng thì bỏ đấy. Mắt ngủ được đâu. Còn Lôi thì dậy rất là sớm, hai cha con là hai vali to đùng luôn. Hai vali to đùng ấy. Đâu rồi nhỉ, vali đâu rồi? Người về Việt Nam thì chỉ có một vali thôi. Đấy, mỗi người một vali như này thôi. Mà mắt đi Lôi với là Lôi con là làm một cái vali, hai vali to đùng luôn. Hai vali to đùng luôn. Bỏ vào lọt này. Vừa không? Được không? À đây, đây tôi thoải mái. À, chuyến này đi có anh người đây, với là mình. À, tầm mấy người? 2, 4, 6, 7, với là Lôi nữa là 8. 8 người nha mọi người. À, anh em đã ăn uống xong xuôi rồi. Con nghỉ chi bòn được không? Ăn được, được. Ờ, coi hồi chiều ra sân bay thì em quên rồi anh ạ. À. Chắc là phải hoán thôi. Đừng có chơi bài đấy nha, coi kiểm tra nào. Đúng rồi, cho chắc cú đi. Ờ, OK đây rồi. Chứ Nam chở Nam nó giấu ấy. Rồi, OK. Chở Nam nó giấu ấy, ra sân bay rồi bảo em quên rồi. Chơi chắc về thôi, về thôi. Kiểm tra lại. Coi giấy tờ đàng hoàng ấy, không ra sân bay rồi. Không ai cứu được đâu. Anh em giờ khóc rồi, khóc rồi. Khóc rồi. Mày ngu dây. Mày ngu dây. Mắt sưng rồi. Mày ngu dây mắt sưng rồi. Thôi bye bye nha. Chúc anh họ không nói. Vinh ngu quá. Thế đối thủ tham gia rồi. Mẹ người like chia sẻ là khỏe nhá. Dạ với mày nhá. OK. Hay là Nam cầu Bình An rồi. Lôi đi không? Lôi đi chứ. Lôi đi đâu? Em từ đây. Lôi phi ca nhá. Lôi phi ca nhá. Lôi phi ca nhá. Lôi nhá, ở lại nhá. Mai có lên lão chưa mình chứ nhá. Chú à, quên mình nhá. Ra là rồi. Cô chào và chú Hoàng về nhá. Ôi đùa đấy, đừng mày. Đang khóc không? Ra sao không cho đi em? Đang khóc là đang khóc là sao không cho đi? Chứ không phải là Tôi bảo. Thôi đừng có lừa đó. Ra sân bay không, người ta không khóc nữa đâu. Thôi đi Lôi à, Vam. Vam Lôi à, Vam mà. Đi mà, có đi mà. Rồi OK, bây giờ là anh em sẽ tiến hành lên Luanda. Đây có gì đây, nói lại với hầu với anh.
Ủa, cô giáo khóc ấy? Em đâu, em ngứa mắt. À, ngứa mắt à? Mình tưởng khóc, khóc 2-3 ngày đây rồi. Để nước mắt còn ra sân bay nữa chứ. Khóc nhìn lắm đấy. Ok, chào anh em. Bye. Ok nha mọi người ơi, sau một ngày thì anh em mình đã có mặt ở sân bay rồi. Hôm nay có bố này, bố Lôi này và Lôi con. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn ở đâu? Chào các bạn, chào Lôi con. Không à? Chưa gì đã khóc rồi. Hôm nay là anh Hoàng với chị Lệ với cô giáo sẽ về Việt Nam nha mọi người. Tầm khoảng 3 tiếng nữa là bay. Đây lấy hết đồ xuống thôi. Không không. Đợt kia là Nam đón cô giáo ở cũng là cái chỗ này luôn đây các mọi người nhá. Thì cũng phải chia tay chỗ mấy đầu thôi. Mấy đầu quen thôi. À đâu, mấy đầu gặp nhau thôi. Gặp như nào thì chia tay chỗ đấy. Khóc cả đêm rồi. Đến cùng ở đây mà đi cùng ở đây. Đấy, đến cũng ở cái điểm này mà đi cũng ở cái điểm này. À, hôm nay chuyến này chắc là Việt Nam bay ít lắm. Tại vì hầu hết là người ta đi sang thì chưa đi đâu. Tại vì hôm nay mới có mùng 9. Thôi anh Hoàng mở cái vali ấy mà nhét cái ấy vào. Đấy đâu, mới có 10 giờ. Sớm mà. Sớm, 2 giờ chiều mới bay mà. Đi tầm 11 giờ vào làm thủ tục là ok, tại vì hàng ký gửi không có mấy. Có cái phường đứng nói lời sau cùng. Nam phát biểu lời sau cùng đi. Góc này luôn à? Góc này luôn. Không phải ở đây. Ở bên kia. Nhưng mà đứng ở bên này mà. Đấy, xoài. Nhận lên với lại về mà mình buồn hả? Buồn lính buồn không? Buồn gì? Mình đây còn buồn nhưng nói gì đến Nam. À, Nam thì nó không buồn đâu. Đã bảo rồi. Nó chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Ôi cười kìa. Cái gì Lôi? Sao lại Lôi cười? Ui à, nhảy quả táo đâu ra đây? Nhanh nhở? Thật đấy. Chuẩn bị cô Lê về, cô giáo về rồi. Được không ạ? Không đi. Lôi tí về với chú Linh nhé. Hả? Lê Việt Nam. Có lẽ về trước nha. Tầm này là không xong nữa đâu. Lừa nhiều. Hả? À, đợt này không về Việt Nam đâu. Ông tưởng là đợt này ông vẫn được về Việt Nam. Lôi không về đâu. Trêu đó. Có được về đâu. Xuống miền Tây ra thôi. Ôi. Cô Lễ về thôi mà. Cô Lễ chú Hoàng, cô Quế Anh về thôi. Sống của mình này bắt đầu trở lại. Xong rồi. Ôm nhau lần cuối nào. Nước mắt. Ôm lại ông cô Quế. Chào đây. Chào cô Quế Anh với là chú Hoàng đi, cô Lễ đi để mà về. Bye bye Lundu. Chào đi. Vâng, rapidu. Để chào đi. Khóc tiếng khóc đâu. Khóc không? Không khóc à? Không khóc đâu. Bye bye nha, về Việt Nam nha. Cả cô dạ. Lệ đi về ơi. Cô Lệ, cô Quỳ Anh về, chú Hoàng về. Bé rồi thôi. Khóc đâu, mạnh mẽ lắm đấy. Đấy. Cuộc sống của mình này quay lại những ngày phải đối phó rồi. Bye luôn đồ. Về nhà nhá. Đi lại về bye luôn đồ thôi. Bye bye luôn đủ ấy. Rồi, bye bye Lôi. Bye bye Lôi á. Thơm cô Lê luôn, thơm cô Lê cái. Bye bye Lôi á.
để về sau nhá. Nhưng mà hỏi cháu khóc là vì điều gì? Tại sao lại khóc? Nhớ nhớ cô Lệ hay là hay là ở lại với chú Linh nên khóc? Tại sao lại khóc? Hả? Tại sao lại khóc? Hả? Nhưng mà tại sao lại khóc? Một tháng nữa là về Việt Nam rồi. Hả? Thôi cô Lệ về trước nha. Cô Lệ về chú Hà với cô Bé Anh về trước nha. Nha. Rồi xong rồi. Mà bê dù cái nào. Úi giời ơi thương nghe. Ủa là sao vậy? Thương nghe. Hả? Sao rồi? Chuẩn bị về Việt Nam rồi mà, lôi cũng về Việt Nam rồi mà. Giờ chia tay nhau đã đến. Nam thì cứ cười thôi, cười cười toe. Sao hết rồi? Cười lắm, Nam chuyện này lâu lắm rồi. Thôi chia tay đi, chia tay gì thì chia tay đi để bọn anh về đi. Vào trong ấy bọn anh không quay được đâu. Vào quay trong này nó bắt đấy. Vào trong này không quay được. Thì nói gì thì nói đi. Để lôi chia tay cô Lê. Quý anh đứng dậy chia tay chú Nam đi. Dù biết. Chia tay. Đây chia tay nhau. Đây. Đó. Nói chuyện về Việt Nam rồi. Rồi giờ Hoa cầm cái túi đi. Để cầm cái túi đi. Nam đưa cái túi Hoa cầm đi. Để cô quý anh đứng dậy. Chia tay nào gì thì chia tay cho tình cảm một tí ấy. Chưa cũng khóc đi. Cũng khóc đi. Rồi lấy khóc được nữa rồi. Chưa khóc này. Hai ba. Khóc đi. Đấy, cậu ở lại mạnh khỏe nhá là được. Có gì đâu, để các anh ở lại mạnh khỏe nhá. Các anh ở lại chăm sóc Nam hộ em nhá. Đâu, hai đứa ôm nhau. Tức là chăm sóc Nam hộ em. Chia tay nào. Chăm sóc Nam hộ em. Ôm nhau cái nào nhanh lên. Chia 1 2 3. Chào mình giật đi. Anh mò quê anh. Quê anh. Quê anh. Quay vào đây. Không không nổi rồi. Không không được. Quay mặt ra đây nào. Nhìn bóng lưng vậy. Không được. Đừng khóc, đừng khóc. Không được, không được. Khóc nha. Quay mặt đây. Khóc rồi, khóc rồi các bạn ơi. Quay mặt đây vào. Khóc rồi. Quay mặt đây. Này, nhìn này. Đây thì cười, đây thì khóc này. Chả chưa. Cái gì ấy? Bây giờ về chứ làm sao? Về đi. Lôi về với chú Linh. Một tháng nữa. Cô Lệ về trước rồi. Lôi về với chú Linh. Này, hôm qua Lôi bảo là Lôi trước. Không phải là. Khóc đâu. Có khóc đâu. Đây, nước mắt chảy rồi. Nước mắt chảy rồi. Cô anh đứt điêu như hắn không thấy có nước mắt. Em chọc 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 mắt. Chọc hỏng luôn. Chọc chọc mắt. Luôn chất đùa đi. Xe gái á. Ủa, trao cái gì, trao đi. Ơ, tưởng có cái gì. Hả? Tưởng đưa cái gì cho Nam. Để vào mắt với anh nhỉ. Khóc cả đêm rồi, giờ làm sao. Khóc 3 ngày 3 đêm rồi. Ăn đi. Riêng bốc. Gì đi. Không ăn nữa. Ăn nha. Nói thế chứ cùng tôi, nhà nghỉ cùng tôi đúng không? Mới sang rồi có 15 ngày. Sang 15 ngày, ô, wow. Cho tiền các bạn ạ. Mình ăn cà phê nè, không ấy. Cậu cầm đi mà, ăn mấy ổ bánh mì. Chia tài sản nha. Có tiền này quên quên này. Chia tài sản. Cầm đi, mua mấy ổ bánh mì. Quý anh phải nói là cậu cứ cầm đi mà ăn mấy ổ bánh mì. Cậu cầm đi. Cậu cầm đi. Mấy giờ đây à, mấy giờ vào trích nhỉ? Tầm 11 giờ mới trích được. Giờ chưa ai mở đâu rồi nhỉ? Giờ Nam mà nói là cầu cứ yên tâm về đi. Trộm cắp vặt thế này chỉ 5 năm thôi. Thôi nha. Lôi nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye nha. Để về nào. Bye bye chú Hoàng nữa. Chú Hoàng nữa kìa. Chú Hoàng về đấy. Xong rồi. Lôi đang suy nghĩ đằng đầu là thôi ở lại với chú. Nhưng Linh thì toang rồi. Khóc là do cô Lệ về chú Hoàng mà chứ cô quẻ anh về hay là. Chắc là giờ suy nghĩ là ở lại với các chú thì không được ai thương nữa rồi. Bánh kẹo không có mà ăn rồi. Nhưng mà tại sao lại khóc? Nhìn mặt như này mình đoán được mà. Chứ không có mà. Biết vì sao khóc không? Nhìn mặt chú Linh. Nhìn mặt chú Linh lại khóc. Về thì khóc thì sao? Lôi yêu về cô Lệ mà. Này không bị làm đấy. Hôm qua cô Lệ mới phạt xong. Ngoan sinh yêu của chú Hoàng đâu rồi?
Bây giờ ăn cũng không ăn nữa. Không ăn nữa. Không ăn. Ăn một được nữa nhưng tay mà cũng không cầm đúng không ạ? Tay cũng không cầm. Đây, giờ chỉ muốn cầm tay thôi. Này ngon lắm cái này, cái này là của Việt Nam ngon lắm. Này, cầm đi. Thôi sau này về nhá. Cầm đi, cầm đi. Ủa gì lại khóc thật hả? Thôi rắn cái cành của nó, đừng có rắn này. Não kiểu vừa vừa chứ khóc khóc ấy. Đuôi đuôi đuôi. Chồng quá chứ khóc. Đâu nào? Khóc. Ô mẹ hôn đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Tối khăn đi cả. Hôn đi, hôn đi. Hôn đi chứ không gì nữa. Về Việt Nam hay Việt Nam 18 à? Vô trong tên yeah. Hôn được nữa đâu. Nhá. Yeah. Đông người lắm. Ở trong kia mà hôn được công an nó bắt đấy. Thật đấy chứ. Ôi khúc mai. Linh ơi. Khúc mai đi đi. Hả? Khúc mai đi đi. Thì kể chứ gì biết không được ấy. Hãy lên về này. Về Việt Nam bây giờ luôn nha. Về luôn nha. Đấy, đôi này thì nói chuyện đi, đi ở kia đi, hai đứa nói chuyện đi. Về cái này luôn nha. Thật mà, đi lại nói chuyện đi. Cho đi là chuyện riêng đấy. Ờ. Nấp sau ô tô ấy. Đấy, lấy chìa khóa mở xe vào xe luôn đấy. Nấp nấp sau ô tô giống ấy. Chứ còn biết khi nào mới gặp lại nhau nhỉ? Gặp nhau rồi, khó lìa xa. Ấy chứ, biết khi nào mới biết khi nào mới gặp lại được nhau. Thế luôn đấy, không phải đơn giản đâu. Có những cuộc chia ly à. Nó vui mà có những cuộc chia ly nó cũng sang buồn. Sang đây rồi. Dạ. Dạ. Ồ, xe hỏng rồi. Rồi, xe thì hỏng. Xe thì hỏng, người thì về. Thế nào không khóc ấy? Không, chuyện này gặp lại nhau cũng lâu phết đấy. Gặp lại nhau thì... Sao nơi này như kiểu lâu phết đấy, chứ không phải ấy nam đâu. Nam Hoàng với Quế Anh là khóc giống nhau mà mình người Nam là cười như nhau ấy. Tại sao như thế nhở? Đấy. Ôi dạ ơi, cháu ơi. Không sao đâu, Lôi ạ. Không sao, không sao mình về đâu nhỉ? Không sao, về về chủ đứng Linh mà. Không sao mình về. Không gặp lại á? Ai bảo? Không gặp lại luôn này. Sao? Gốc cây phượng, nhớ gốc cây phượng. Đây, nhớ cái phượng này. Này nhá, có hoa luôn này. Đó, ở Việt Nam là hè năm sau nhá. Hè năm sau là phượng ra hoa đấy. Ở Việt Nam đấy. Thì cũng đứng dưới góc cái này để gặp lại nhau. Ở Việt Nam ấy. Rồi xong rồi, nói như thế thì cần gì phải lý do đúng không? Thích thì mình triển khai thôi, gặp luôn. Chứ bảo hè, chứ biết hè năm nào các bạn á thì hơi căng rồi. Như này thì hơi căng rồi. Đùa. Hè năm nay. Thôi xong. Rồi. Vài tháng rồi, hơi căng. Lên máy bay phải không nè? Lên máy bay mình quay cho các bạn à. Ừ, lên máy bay quay. Lên máy bay mình sẽ quay cho. Còn Lôi thì xong rồi. Mà như máy quay lại thì bao giờ không này. 1, 2, 3 chiến. Action. Ui ui, thương Lôi thì thương Lôi thật đấy. Như ở đây cô Lệ về rồi, chú Hoàng về luôn, cô giáo về luôn. Giờ sao đây? Đang ngồi suy nghĩ ở với chú Linh như nào đây nè. Khi nào mới về Việt Nam đây? Đâu, bây giờ là nghĩ là chết rồi, mai về với chú Ngời này, chú Quỷ này, chú Linh, chú Nam này. Bây giờ làm sao nhỉ? Kiểu gì đối phó đây? Đang còn nghĩ cách đối phó ấy mọi người à. Xong rồi. Chứ không phải là buồn đâu. Nhỉ, nhỉ. Lôi giờ đang nghỉ. Đắn rồi, Lôi cái ba này thì bỏ mình như ông Linh với ông Quý thì bây giờ mệt. Bây giờ ăn cũng không ăn nữa. Dính bẫy rồi. Lo lắng quá rồi. Không sao đâu. Thôi không sao nhỉ. Không sao nhỉ. Ngoan nhá. Bây giờ các bạn nào. Thôi chào đi. Chào đi. Chào nha, bye bye nha. Chào đi. Rồi, bye bye. Để đi lấy cuộn vé đi. Hola, cô Lê Boa Viaja đi. Đi lấy cuộn vé đi. Bye nha. Bye bye nha. Cô Lê về trước nha. Bây giờ làm sao nhỉ? Bắt tay cái nào? Bây giờ làm sao? Ui, nó lại cười đến tôi nhỉ?
tháng nữa về, một tháng nữa về Việt Nam. Chia tay đã đến. Một tháng nữa về Việt Nam mà. Lắm mê, thôi, chào. Chào. Thôi nha. Về Việt Nam này gặp tập 3, tập 3 mình sau. Về Việt Nam này lại gặp sau à? Về Việt Nam gặp sau. Mình gặp mà. Thôi, đi về với chú. Thôi, về với chú Nam nha. Về Việt Nam chú nào cũng về. Về chú Linh, đi về với chú Linh à. Thôi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye nha. Thôi, hẹn gặp lại nha. Gặp lại nha. Bây giờ để cho Quế Anh với là Thị Lệ với anh Hoàng vào trong để trích vé nhá. Trích vé xếp hàng lâu lắm đấy. Nên là anh Quý dẫn vào. Rồi. Ok, bye bye nhá. Bye bye Lôi ấy. Lôi lại bố đi. Bố đi công an bắt đi, không phải đứng lên khóc đâu. Công an đang hỏi về lý do tại sao mà khóc kìa. Bye bye nha, bye bye. Rồi. Rồi, vào thôi ấy nha. Đi. Đưa vali với gì vào đi. Giờ chia tay nhau đã đến. Vẫn là cây phượng này. Vẫn là cây phượng. Ba tí vào đủ khóc nhiều quá. Công an lại hỏi là lý do tại sao mà nó khóc. Tại vì anh em mình là cũng người nước ngoài. Đấy là người ta sẽ hỏi. Đấy, vì thế mà tại sao lại toàn đưa Lôi phải có bố mẹ đi theo. Là vì lý do đấy. Đi với người nước ngoài là người ta sẽ hỏi. Cái vali đeo cô này. Xong rồi. Chào. Vali về Việt Nam luôn nhỉ? Bye bye ấy. Lôi ấy. Lôi Lôi về Việt Nam nhá. Bye bye chủ Linh đi. Quay lại bye bye chủ Linh đi. Rồi về con lẻ nào. Bye bye đi. Bye bye đi. Rồi, bây giờ vào trích vé nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Đây, hiện tại là bây giờ đến lúc phải chia tay nhau đây rồi. Thời gian đã đến địa điểm rõ ràng rồi. Đâu vé đâu. Đây vé với gì là check xong xuôi hết rồi nha mọi người. Đây mỗi người cầm hai vé. Điểm này xa em nha. Rồi, bye bye. Rồi, chúc anh Hoàng lên đường mạnh khỏe nhá. Đây. Rồi. Rồi chị gái nhá. Đi chị đón đây. Ok, chúc quý anh nhá. Từng lộ bình an. Ok. Mặt tư lôi nhá. Chào nhá. Chào. Okay. Lôi bây giờ ăn uống no say được cười rồi. Lúc nãy đói quá nên mới khóc các bạn ạ. Đó, già rồi kìa, già rồi. Đói quá các bạn ạ, lúc này đói quá nên khóc. Rồi, bye bye mọi người nhá. Tay nhau đã đến thôi nhưng mà cảm động xúc động đấy, đừng có đùa. Bye bye, chào các bạn. Bye bye mọi người nha, bye bye luôn nha. Bye bye nha. Bye bye nha.